mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Khi mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Khi dùng công tham thiền trong từng giây từng phút, quý vị hãy đề khởi thoại đầu lên để tham. Người tu đạo không thể dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác mà không tự mình tu. Càng không thể ý lại vào ông thầy của mình. Trong khóa thiền tập, quý vị phải tự tu chứ không phải thầy tu dùm cho ta. Điểm này quý vị phải nhận thức cho rõ. Có người nghĩ rằng, khi sư phụ có mặt ở vạn Phật Thánh Thành thì ta dùng công tu, lúc ngài đi vắng thì ta khỏi cần phải tinh tấn tu nữa. Nghĩ như vậy là sai. Bất luận sư phụ có hiện diện tại ở vạn Phật Thánh Thành hay không, quý vị vẫn cố gắng tinh tấn tu hành. Trước sau như một, phải tinh tấn dụng công, thì mới có cơ hội thành tựu. Nếu không thì quý vị chỉ tu hời hợt ở ngoài da, tự dối mình, gạt người, vĩnh viễn không thể nào chặt đứt được dòng sanh tử luân hồi. Tham thời đầu là tìm xem ai là người niệm Phật. Hãy xét xem cho tường tận, ai đưa niệm Phật vậy? Nếu quý vị nói, tôi đưa niệm Phật, vậy khi quý vị chết rồi thì cái tôi này chạy đi đằng nào cả? Sự thật là người đưa niệm Phật đó, xét cho cùng cũng không phải là tôi. Khi tham vấn như vậy thì quý vị không tìm ra được ai là cái tôi cả. Nếu cái tôi không có thì đương lúc còn sống là khỏi cần phải tu hành nữa chăng? Nghĩ như vậy cũng không đúng, vậy phải làm sao mới được? Tức là chúng ta phải tìm cho ra bổn lai diện mục, tức là bộ mặt thật của mình. Bộ mặt đó như thế nào trước khi cha mẹ sanh ra ta? Tìm được giải đáp, quý vị sẽ tức khắc khai ngộ. Niệm Phật là người nào đó? Từng giây, từng phút, hãy xét xem ai là người niệm Phật vậy. Hãy nắm cho vững câu thoại đồng, không được lơ là, phải như mèo rình chuột vậy, tìm cho ra đáp án. Nói tóm lại, tham thoại đầu là cách dùng công lấy độc trị độc. Câu thoại đầu niệm Phật là ai? Cũng là một vọng tưởng, nhưng ta dùng một niệm này để kiềm chế hết thảy các niệm khác. Tức lấy một vọng tưởng để chặt đứt hay làm ngưng bặt tất cả mọi vọng tưởng khác. Khi mọi vọng tưởng đã dừng bặt, đó là cảnh giới nước rút đá hiện. Khi ấy quý vị hiểu biết được thật tướng của vạn sự, chính là lúc quý vị có thể khai ngộ. Thế nào là sự khai ngộ? Là nhận rõ một cách chân thật chính ta như thế nào. Chứng được lý không, tức là hiểu rõ tất cả mọi pháp đều là hư vọng, không thể nắm bắt, và đó mới là sự hiểu biết chân thật. Lúc đó quý vị sẽ biết được loại cảnh giới bổn lai không một vật, chỗ nào vướng bụi bặm. Bổn lai tức là nguồn gốc căn nguyên của sự vật. Đó cũng là cảnh giới của minh tâm kiến tánh, nghĩa là hiểu được tâm, thấy được tánh. Có câu minh tâm vô năng sự, kiến tánh bất tri sầu. Ngụ ý nói rằng, khi đã đạt tới chỗ minh tâm, thì không còn việc gì là khó khăn nữa cả, và gặp cảnh ngộ chi cũng không u sầu. Lại còn có câu như sau, từ cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sanh hoan hỷ bất sanh sầu. Câu trên có nghĩa là thần tiên thuở trước chẳng có gì khác lạ, bởi sanh tâm hoan hỷ rộng lớn nên không có u sầu. Đó là đặc điểm của người tu đạo. Người tu đạo thì gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, tâm y không dao động. Nếu có định lực tới trình độ đó, quý vị sẽ không còn bị cảnh lây chuyển, mà ngược lại quý vị có thể chuyển cảnh. Đó mới là công phu chân chánh của người tu đạo. Lại có câu, Thái Sơn băng tiền nhi bất kinh, Mỹ sắc đương tiền nhi bất động. Nghĩa là đứng trước Thái Sơn sụp đổ mà không sợ. Sắc đẹp lướt qua trước mắt, tâm không động. Khi chàng trai nhìn thấy người đẹp như Tây Thi chẳng hạn, nhưng nếu biết dùng phép quán sọ đầu lâu, thì tự nhiên sẽ không động tâm. Khi nàng con gái gặp một chàng trai anh tuấn như Phan An năm xưa, và nếu biết quán xương cốt trắng, thì cũng chẳng động tâm. Nếu không biết pháp quán đó, thì mỗi khi gặp gái đẹp trai anh tuấn, tâm quý vị liền nhảy nhót lăng xăng, như khỉ leo cây, như ngựa cuồng chạy hoang. Quý vị không còn biết xử lý như thế nào cho phải. Chỉ vì không đủ định lực, quý vị làm hư mất đạo nghiệp, thật đáng tiếc biết bao. Hôm nay chúng ta đã đọc thơ của hai thầy Tam Bội Nhất Bái, và được biết các vị Long Thần Hộ Pháp đã che chở cho họ trong những trường hợp không thể nghĩ bàn, đó chính là cảm ứng đạo giao. Hai thầy đã thành tâm lễ lạy và tụng niệm làm cảm động tới các vị Thiên Long Bát Bộ,
nên họ luôn có mặt ở bên cạnh để hộ trì. Bất kỳ chuyện gì, dù có rắc rối, nguy hiểm đến đâu, cũng đều hóa thành cát tường. Quý vị nên lấy hai thầy Tam Bồ Nhất Bái làm gương sáng để soi lại chính mình, xem mình có thanh tịnh, có sáng tỏ, có trí huệ và đã dứt bật được các vọng tưởng hay chưa. Quý vị ơi, khi nghe thuyết pháp giảng kinh, quý vị cần phải thấy cho được tự tánh của mình, hãy tự ngộ và tự độ cho mình, đừng ý lại vào sư phụ, phải trông cậy nơi chính mình. Có câu châm ngôn rằng, thầy dẫn ta tới cửa, nhưng dụng công tu đạo là trách nhiệm của mình. Tôi tin dùng trí huệ nơi tự tánh, đừng để sự ngu si dẫn dắt mình, đó là một điều vô cùng trọng yếu. Mục đích của tu thiền là dùng trí huệ nơi tự tánh tự độ cho mình. Đức Lục Tổ đã từng nói, khi mê thầy độ, khi ngộ tự độ. Lúc tu thiền, quý vị phải lợi dụng từng giây từng phút, chớ để uổng phí thời gian, bởi vì trong khóa thiền thất chúng ta không lạy Phật cũng không cúng quá đường. Vì sao vậy? Vì để cho quý vị có một cơ hội đặng chuyên tâm chú ý và sử dụng công tham thiền. Thêm một phút tham thì cơ hội khai ngộ tới gần hơn một phút. Đâu có ai dư thời gian để tụ hội lại mà tán dốc. Nếu như tầm 3, tầm 5 lại nói chuyện thị phi, nói điều tầm phào vô nghĩa thì quả là phí uổng thời gian. Quý vị bỏ qua cơ hội khai ngộ mà tự mình không hay. Tu thiền như vậy, dầu có tham trong 8 vạn đại kiếp cũng không có hy vọng gì. Trong khóa thiền thất, phải thực thà mà tham, hãy tham niệm Phật là ai, tham bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ta ra là gì, đó là chìa khóa khai mở trí huệ. Hòa Thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất ngày 15 tháng 12 năm 1977. Ha ha ha, 问什么的说呵。